Hai anh em quên à, chào mọi người quay trở lại với channel của sĩ Z. Những đớn đau thành mấy, mưa rơi từ khi nào, cho mấy đi những dấu chân. Đó này em ơi, đồ này ok đấy, con rác này. Anh em chờ mình nghe điện thoại phát. What is my target? Shall I compare thee to a summer's day? Hi, sorry anh em. Đang muốn bước đi nhìn lại chim trong suy nghĩ. Rồi set này gì? Đi về nhót thôi. Giá như ta không biết nhau thì ngày xưa chuyện sẽ khác. Ok anh em ơi, let's go back to the old school. Vớt hung tàn. Hung tàn à? Hung tàn anh em biết đánh gì rồi đó. Mặc dù đánh đội hình đó cũng hơi dén lắm. Bây giờ đang hơi dén lắm. Đây, đội hình đó đây này. Nhưng mà cũng chưa cho vào được. John Floyd này vào cũng ngon nhỉ, bởi vì con này sẽ kích bán thần. Con này chắc là không cần này. Cần kích Noma đâu anh em ơi. Ta có pháp sư và Floor. Mỗi con 25 mana. Hai quả AD ở bên kia đứng ở góc sâu thế. Chia đôi. Ui, chia được một thằng rồi à, sao cũng chia đôi được vậy. À đâu, những quả đấy tù len ulti. Cái thế nhở, quả Yon này. Vì cá nhân mình thì mình thích quyển triệu Reha hơn là liềm. Đùa ơi, đấy liềm đi. Không đủ tiền này, một con này. Master of the secret martial art. I am the Ghost Walker.
Nếu mà đánh John thì sẽ đánh với gì nhỉ? Đánh John anh em ơi. John sẽ đánh cái gì nhỉ? Đánh thú và đánh với cung thủ thôi nhé, hai sự lựa chọn. Cái thế mấy cái trận này chuỗi thắng nó do nó choáng nhiều quá, hình như bạn này. Với hai con Yon, 6 con mình cầm 2. Cũng khá uy tín anh em ơi. Và Fio cầm thương cũng hiệu quả phết nhỉ. Xuống cái góc trái bắn trái SK nó luôn. Hay trao đổi cho Vio nhỉ? Hai đồ này cũng tín. The on the day, chìm trong suy nghĩ ra ngoài sớm đấy. Ok. Phin lock. Cần trọng Reha vừa nãy không? Hai liền đánh thú chắc luôn. Không đánh thú. The sun shall vanquish darkness. Noman tầm này vẫn đang ok nhá, mình sẽ chơi Noman một chút nữa đi. Yon bây giờ chưa tin lắm, mình sẽ chưa cho đồ Yon vội. Thậm chí Vio đứng ở vị trí đẹp hơn đi. Tin tưởng Vio. Yon già là có khi tín hơn Yon bây giờ. Yon này Yon 1. Ra nhiều đam ấy chứ, 8700 đam. Gần bằng Vio, Vio bên kia cũng đồ cũng xịn xịn.
Nhưng mình vẫn tin tưởng Bio hơn anh em ơi. Hay tin Yon phát nhỉ? Tin Yon bỏ Bio thêm con già luôn. Ơi, bán hết luôn. Lỗi đồ một chút anh em ơi. Malfunction. Tại ở đấy mình hết hết shot để tướng rồi nên mình quyết định nhanh. Quyết định cũng không nhanh lắm nhưng mà Will I see you tonight? On a downtown train. Will I see you tonight? Hai con Yon. Mình sắp sắp có mấy bạn bán Yon đi giờ ấy mà anh em. Bạn sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Này ra hướng khổ à? Khổ thiệt đó. Hôm sau mình lên nhé. Yon 1 này sẽ lên Yon 2. Xong mình phát 9 luôn nhỉ. 77 máu mình nghĩ sống ở đây vòng 9 không? Mình nghĩ là được. Nên xui. Thêm một cái đồ thủ nữa cho Yon và còn Yon 2 mình nghĩ là sẽ sống được khả năng đến vòng 9 luôn á. Vòng 8 thì mình không cần con gì lắm, mình chỉ cần mình chỉ cần Q này, mình cần Von Cát này và một con thêm đó. Mấy con mình cần toàn 5 vàng hết này nên là lên 9 sẽ dễ thở hơn cho mình. Vòng 8 này anh em có thể lên một con Teo. Teo Malok sao đấy. Đó, có quy luôn này. Thích thế nhỉ. Ma lốc này, test thử xem ma lốc này dính bao nhiêu đam thì nó sẽ ulti được nhé. Floor này lại thừa rồi. Khả năng đầu 40 mana gain, khả năng gam mình sẽ em cho con quy thôi. Hai phát nó ulti được này, sớm phết nhỉ. Cho em Malok. Thế thì cho nó hẳn đồ hai đồ này đi. Liềm cho Q đi. QC không cần này. Yon roll thêm đi. Lên Malok 2 rồi mình đi nhé. Sẽ đi lên the next level nhé. Nghĩ là Malok sẽ ulti được thôi. Cho Malok đứng giữa thì hơi mỏng. Đây đi, đây là được. Yon 2, Q 1. Ok, tính tính anh em ơi. Khá là không phải là dạng vừa đâu. Mình định không roll, mình lên level 9 luôn đấy. Nhưng mà lại ra tướng nó ok cho về hướng mình. Chịu. Đỡ được. Hai bắn
người ba đồ Ion. Cái đồ này không tin lắm nếu mà không có một cái đồ giáp gì đấy. Ma lốc khả năng lên 9 luôn được anh em ơi, ta chỉ cần chờ một con ma lốc thôi, không phải chờ lâu nữa đâu. Và đến 9 thôi, lên 9 sẽ bỏ floor đi, hay cho hai con thú nữa vào. Vẫn đang mong chờ quả ấy anh em ơi, quả con cát, tại mình không thích chơi ma lốc. Nếu mà chơi cái này thì anh em phải chờ vòng 25 xong rồi anh chờ mới có thể tăng slot tướng cơ. Mà cũng hên xui ấy. Yon bên kia thì căng phết nhỉ, ma lốc cũng chắc không nhảy được rồi. Ơ nhảy được rồi mày nhé. Nhảy được thì ngon rồi. Con này hồi máu nhiều nhỉ, mình không có truy hồn. Xem em hồi máu nhiều quá. Quét không nộ được. Yon kia không chết. Chết rồi. Ok. Có cái truy hồn ấy tín hơn. Đánh mà không có bác ám nên em phải có một tí truy hồn ấy. Truy hồn đánh khổ lắm. Trận này Ron ra do cũng được. Ron ra Yon 3 cũng được. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thích đánh bằng tướng 5 vàng hơn là một con 3 vàng 3 sao. Chỉ đánh tướng 5 vàng. Sẽ gánh bằng Quy, gánh bằng Thane với cả gánh bằng con khác. Yon thì lên được 3 thì tốt thôi. Không lên được cũng không sao cả. Khác mà lúc đây khỏi chơi. À, theo hai vừa nãy này, ăn choáng đầu đi bạn ơi. Hồi máu được không? Hồi máu được không John? Ok, hồi được máu là thắng. Thằng Ron cũng rất may đấy, các bạn ấy bắt đầu bỏ John dần rồi anh em ấy. Bạn này bỏ John nữa thì tốt này. Nhưng mà này chắc không bỏ được, bạn này Chanel. Bên Chanel 2 rồi. Mình đang cầm là 5 con, bạn kia cầm 3 con. Bạn kia cầm 5 con nốt. Đang thấy bạn nào cầm hai con nhỉ? Cái thiếu hai con Yon đâu nhỉ? 10 con mà, đây là 5 con, bạn kia cầm 3 con là 8 con. Hai con nữa đâu. Hồi máu lại nha, hồi máu lại nha anh. Đó, hồi máu lại được rồi, ok. May có cái liềm anh em ơi. Liềm này cũng hồi máu, giúp hồi máu. Thế như kiểu anh em có cung tà ma xong rồi anh em có thêm một cái liềm nữa, khỏe. Teo nhỉ? On a downtown train. Floor cũng ok đam đấy. Không cần teo đâu. À không cần tay teo rồi đó. Teo à? Bây giờ thì mình sẽ cần gì nhỉ? Mình chỉ có một con Thê này, một con Quy, một con Yon và một con Von Cát. 4 con và 6 thú. Nên là mình cũng không cần teo làm gì. Lấy về cho vui thôi. Lấy về để anh em đỡ phải roll thôi. Chứ mình không mặn mà với hai cái đội hai cái quả này đâu. Floor cũng không mặn mà đâu. Floor đến tầm này bắt đầu đi được khoảng 20 là quá lắm, quá sức với Yon lắm rồi. À quá sức với Floor lắm rồi. Còn sau lên luôn được không nhỉ? Lên luôn hơi tốn tiền. 8 này, 8 tiền này. 4 tiền, 12 tiền. 12 tiền mà thiếu 44, 12 60, 71, 71 trừ 44. Nghe cũng hơi nghèo. Dạ lấy hai kết này thôi. Này sẽ cho Quy nhé. Quy 3 đồ luôn. Cũng 67 máu mà, cũng hơi nhiều anh em ơi. Teo 2 không cần đâu, chúng ta cầm teo cho vui thôi, nếu không cần lên 2. Hay lên luôn nhỉ? Chọc tí vàng. Vena này chắc bán anh em ơi. Vena cũng lắm để về sau kích hệ cũng được. Mình sẽ bán đi lấy thêm tiền. Thêm tiền tiêu anh em ơi. Con John này chắc chết rồi. Hồi máu được
Ôi máu được nè, ôi được nha. Đến nhiều lúc cái quyền trượng Reha này cũng ảo ảo ma lắm. Thích quyền trượng Reha này. Lò thì lò thôi nhưng mà còn hơn mấy cái đồ lò khác. Cái kiểu hỗn mang, không, hỗn mang thì lò nó cũng ảo ảo phết. Lò nhất chắc cái này. Cái thất truyền Ngọc Đại. Bây giờ bỏ Ngọc Đại đi cũng tiếc. Nhưng mà muốn lấy sách thánh em ơi. Không có sách thánh. Đây lệch này đi. Để ra mua lại được này, hôm nay không cần. Hai con mình cần luôn. Ê nhưng mà bây giờ không có sách thánh à? Thời này đi. Bây giờ con thêm mình đang thêm một nên mình chưa dán cho cái huân chương hải thần, chứ ba đồ này cho con thêm thì cũng mắc ping đấy em ơi. Ba đồ này cho thêm nó cũng mắc ping phết đấy. Con cát, một đấy mình lấy sách thánh cho con cát để mình chơi con cát rồi đó. Không thấy. Hay không chơi con cát nhỉ, chơi thêm với cả ma lốc nhỉ. Nhưng mà lại không đủ đồ cho cả hai. Nan dài phết. Nan dài phết. Ma lốc. Bảy con ma lốc cũng không đam mê đâu. Không đam mê được. Con này đi. Quy gấm này thôi. Cho hai thú vào luôn nhỉ. Con cát này nó lại không có mỗi cái liềm. Thôi, mình xem sáu thú một chút nữa đi, bởi vì con Yon mình cũng đang hơi gắn. Rồi thôi thôi. Will I see you tonight? Ôi ôi, Noman. Bây giờ còn Noman. Ta sống khổ à? Có gì mà trông khổ khổ sở ấy. Đang phải có một con cát đây anh em ơi. Kiểu tanh một góc quá. Thêm một tí tanh nữa. Anh kia không đủ tanh. Hồi máu à? Có truy hồn gì nhỉ? Shall vanquish darkness. The sun. À, sắp bắn Vera rồi. Hơi lỗi tí nha, hơi lỗi kỹ thuật tí nha. Lỗi kỹ thuật anh em ơi, lỗi lỗi kỹ thuật tí một tí. Đã nhầm bắn mất con Vera ra không không lên được. Hồi máu được không? Ôi dính truy hồn rồi. Có điểm nhưng mà không hồi máu được chăng? Mà lốc bị quy gánh chăng? Sắp thêm hai mà lốc hai rồi này. Bây giờ có quả đi rắc thì không biết cho con gì rồi. Ra mày bán ma lốc thôi anh em ơi. Vòng này bán ma lốc đi. Kiếm thêm tiền rồi. Liều liều một phen. Thêm hai này bán ma lốc đi thì tiền phát rôn không có gì. Every night ok xong rồi, thêm một tấm nữa mình thêm con cát thôi. Ba sáu máu vẫn sống được. Thêm xui. Ôi chết rồi, bỏ cái con trôn này ra rồi, con trôn này trôn trôn lắm. Thêm với cả con Yon thì chắc đã sấy được con này. Thêm bổ sớm đi em. Một bộ. Ok, tạm thời thế ạ. Rồi đó, chôn đi. Xong rồi thêm nó bổ thêm phát nữa. Yon sấy thêm phát nữa. Khá không kịp giết này rồi. Mất một đồ, mất tí máu nữa rồi. Hai. Một. Ui, máy thế kịp giết. Quên mất bỏ con Doom ra đấy. Nó có thể thật à? Ôi mình vừa bán ma lốc 2 xong.
Ôi trời ơi, đau đớn tôi gục ngã không. Ôi trời ơi, cày thế nhở. Vừa bán nó xong à, vừa bán xong thì có. Thôi để đồ này thôi, lên Yon đi không thua đấy. Ủa trông thêm con teo nhá. Thêm bao nhiêu con? Thêm còn 3 con không lên nữa. Thôi vào cái này đi. Ủa thêm ra nhiều thế. Nhưng mà còn 3 con mà anh em, thôi không lên được. Một bổ cuối. Quy còn bao nhiêu? 6 con quy nhưng mà thôi không tám mê lên 3 đâu. Ta chỉ cần sống thôi. Vera Lily cũng được, Lily thay con Lily cũng được. Phù thủy không kích được nhỉ. Sách thánh, sách thánh, sách thánh, sách thánh, sách thánh. Đây rồi. Quá. Chắc Lily anh em ơi, con teo này cũng không làm gì đâu. Em Lily thôi. Và chúng ta phải kiếm một Yon 3 giờ. Nhất quyết không ra anh em ơi. Kiếm đâu của Yon 3 bây giờ. Càng quá anh em ơi, thứ chắc thắng đoạn này, có cái bạn này. Ôi sao bị khóa à? Nghèo vượt khóa. Đây rồi. Mua này. Chỉ có một pha thôi anh em ơi. Đấy, chỉ có một pha thôi. Gì rồng rồng thổi đẹp quá, rồng này chạy đâu. Con cát ở bên kia, thêm ra bên này. Hèn giữa đi. Ôi con John mình dính Lily rồi. Bạn cứu tôi với. Thêm bổ khắp hướng này. Hướng nào con thêm cũng bổ này. Ui. Bổ đến những giây cuối cùng rồi thì nó nghèo. Con này không chịu chết vậy. Ui đừng ăn choáng nhá. Con liềm, ô hổ mày quá. Dịch sang bên này. Rồi nhưng mà cũng không dịch chuyển được tướng nữa mà, trừ khi có mấy con tướng rẻ rẻ. Ui vừa đủ. Rồi hạ này có chỉnh gì không? Ở đấy cái Yon mình nó bị ấy đấy, khả năng mình sẽ. Con Volcat đứng đây là chuẩn rồi này, chuẩn bài rồi này. Con Quy mình đứng đây sẽ bị trùng vào con này không? Volcat đẩy sẵn ra ngoài. Và nó sẽ chui vào giữa đấy nhỉ. Ra ngoài đi. Không đổi gì này, con do này mình không bị choáng rất là ngon này. Ok, nhưng mà choáng mất con quy của mình rồi. Ui, con này sống không? À, cái thế à? Hai, tạm biệt đánh hai. Không chi hồn cái gì. Hay có thể thêm bổ giữa nhỉ? Không, nhưng mà thêm bổ bổ cái góc đấy, cái góc đấy là cái góc rất đẹp để thêm bổ nhá. Nhưng mà mình phải ném con cát của mình vào góc đấy, vì con cát mình nó sẽ chạy lung tung ra con Yon, xong con rồng kia nó sẽ thổi con cát mình mất. Thì mình chả có cái gì để chơi, cũng chả có thời gian thương. Đây, thiếu chi hồn.
Thôi em ơi, phim mình đến đây kết thúc rồi. Anh em thích cái kênh thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại em trong các clip lần sau nhé. Bye bye.